Anh ơi, thiết mộc lan ấy, ngoài cái hàng mà thân to ấy thì còn có cái hàng lá như này nữa anh nhá. Một chậu là 3 cây ạ. To tròn đẹp. Cái hàng này là thiết mộc lan lá sọc nha anh nhá, còn có cả hàng thiết mộc lan lá xanh nữa. Anh ưng loại nào thì anh báo em nhá. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua cây thiết mộc lan ạ. Hàng này nhà mình rất là nhiều ngọn, ngọn sung xuê luôn và cắm lâu rồi ấy, cho nên là cái cây nó sinh trưởng và phát triển rất là đẹp. 0977973535 bạn ơi, cảm ơn bạn nhiều ạ.